Mình đang làm chủ tịch sáng lập và giám đốc điều hành của công ty đào tạo Success Business. Mình là Yến Ngọc, chủ chuỗi spa Trung Beauty. Đầu tiên thì mình xin được gửi tới thương hiệu Trancoat một lời cảm ơn chân thành nhất. Tại vì sao? Vì một ngày mưa như thế này mà mình lại được nhận một món quà vô cùng tuyệt vời. Món quà mà khi mở ra đã tỏa rất là nhiều mùi hương. Mùi hương đến từ sản phẩm của Trancoat rất là đặc biệt, rất là tinh tế. Và nó vừa nhẹ nhàng nhưng rất quyến rũ. Lần đầu tiên thấy một thương hiệu đến từ Việt Nam mà lại có một cái đóng gói, quy cách đóng gói nó sang trọng đến như thế này, phải tầm cỡ quốc tế luôn ấy. Một cái điều ấn tượng vô cùng nữa đó là cái đá, những cái hạt đá được đính thủ công. Và nó vừa thể hiện được cái sự sang trọng, vừa quyền lực này, lại vừa đúng với cái chất, với cái vai trò mà mình đang đảm nhiệm. Cái sản phẩm Ngọc đang mặc đúng là một cái sản phẩm mà tôn lên dáng, tôn lên cái form của người phụ nữ. Chất vải thì rất là mềm mịn này, rồi thì khoác lên người thì nó tạo cho mình cái cảm giác là rất là thoải mái, dễ chịu. Và mình nâng niu nó giống như một món quà, chứ không đơn thuần chỉ là một trang phục mà khoác lên người nữa. Mình nghĩ rằng là mình sẽ trở thành một tín đồ trung thành của thương hiệu thời trang cao cấp Trancoat. Thực sự là không có gì ngoài lời cảm ơn chân thành gửi tới Trancoat. Chúc Trancoat sẽ ngày một vững mạnh và phát triển hơn nữa để các chị em luôn luôn được tỏa sáng, luôn luôn được xinh đẹp và tự tin.